Xin được kính chào các bác nhá. Ngày hôm nay thì em được giới thiệu với các bác chiếc xe Kia Morning bản S đời 2017, bản cao nhất của Kia Morning trong thời điểm này đấy ạ, của thời điểm năm 2017-2018, đó là bản S. Như những sản phẩm khác từ xưa đến nay chúng em vẫn giới thiệu với các bác thôi, vẫn là cam kết không đông đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản 100%. Các bác nếu yêu quý những cái chiếc xe đẹp, những cái chiếc xe mà luôn được cam kết bởi chất lượng như vậy, thì hãy nhớ tích đăng ký và nhớ tích chuông. Nếu là các bác mà theo dõi kênh xe bên em lần đầu, với các sản phẩm mà bên em thì em cũng nói thật là cũng không biết cách cắt ghép hình ảnh, cho nên là nó cũng hơi mất thời gian một chút. Thế cho nên là đi đến đâu em quay đến đấy thôi. Đấy, gọi là hình ảnh thay lời muốn nói, giúp cho các bác có thể gọi là xem xe từ xa luôn. Còn với vấn đề cam kết thì bên em cam kết rồi. Đấy, ngoài ra thì chúng em ngoài cái việc là cam kết như vậy thì chúng em vẫn quay chi tiết cho mọi người. Thứ nhất là để giúp cho mọi người xem xe từ xa luôn. Thứ hai là ngoài cái việc cam kết đấy, nó thật chúng em cũng chỉ cho mọi người luôn thế nào gọi là không đâm đụng, không ngập nước luôn. Đấy, các bác nhìn em quay video cũng có thể là biết cách là xem xe luôn. Em sẽ quay hết sức chi tiết. Còn các bác mà đóng góp ý kiến gì thì hãy comment xuống phía dưới giúp em nhé, để em ra những video sau giúp cho mọi người xem xe từ xa luôn. Đó, hình ảnh thôi, người muốn nói thôi, không tì vết gì cả. Vâng, với chiếc Morning này thì nó lúc nào cũng là từ xưa đến nay rồi, option rất đầy đủ, đèn bi, có giải đèn led định vị ban ngày, đó, đèn gầm các thứ đầy đủ hết này, đó, na răng đúc quay lên tới 15 inch nhỉ. Vâng, rất đẹp, xi nhan trên gương đầy đủ, tay mở cửa là mạ chrome. Đây, trước khi vào phần nội thất thì đi đến đâu em vẫn như thông lệ thôi, em vẫn quay chi tiết đến đấy. Đây là phần keo chỉ, đó, giúp cho việc là mình nhìn có thể là biết là có đâm đụng hay không. Đấy, các bác mà am hiểu về dòng này rồi và tin tưởng cửa hàng bên em thì hãy xem phần mô tả phía dưới nhé. Em sẽ để giá và số điện thoại và mọi thông tin ở phía dưới để giúp cho các bác là xem xe được, có thể làm việc luôn. Đấy, còn có đây là em quay hết sức chi tiết giúp cho các bác mà xem xe từ xa luôn. Thực sự quan tâm với sản phẩm này, có thể xem xe từ xa luôn, và cũng có thể gọi là biết cách mà xem xe một cái chiếc xe luôn. Vâng, với chiếc Kia Morning S thì em nó đã được trang bị là nội thất ghế da hai màu nhé mọi người nhé. Đó, rất đẹp, trần phào thì quá là sạch rồi, sạch và đẹp. Thôi tóm lại là các bác cứ hình ảnh thay lời muốn nói đấy, các bác cứ tự nhận xét giúp em. Táp lô thì không một vết xước luôn, xe được trang bị màn hình điều hòa tự động này. Đấy, có cổng USB AUX đầy đủ hết này, hộp số tự động này, trên vô lăng có tích hợp vô lăng này, điều khiển âm thanh bằng giọng nói, điều khiển các cái chức năng của đài thôi. Vâng, rồi đèn chiếu sáng là đèn chiếu sáng tự động nhé mọi người nhé. Đấy, mặc dù em nó nhỏ nhưng mà có võ đấy, từ xưa đến nay rồi, thương hiệu của em nó thì không thể bàn cãi được nữa rồi. Gương kính là điều khiển bằng điện hoàn toàn nhé. Đó, gập điện, chỉnh điện, gương chiếu hậu, khóa cửa trung tâm các thứ là đầy đủ hết. Đây, đây là cửa phía sau. Đây, trước khi cứ vào bên trong thì em cũng sẽ phần keo chỉ trước này. Đấy, tóm lại đã cam kết rồi thì nó thật sự là các bác cũng yên tâm luôn. Nhưng mà quay đây để cho các bác, thứ nhất là cho nó các bác mà biết xem xe, nhìn đây là biết là bọn chúng em là cam kết là có đúng theo cái sự cam kết của chúng em hay không, hay là chỉ có cam kết bằng bằng hơi, bằng lời nói gió bay đâu.
Mà chúng em ngoài cái việc cam kết là chúng em bằng hình ảnh luôn, giúp cho mọi người xem được chi tiết luôn. Đấy, quay từ mọi góc nhìn cho các bác luôn. Đấy, vẫn phải nói lại là em không biết cắt ghép hình ảnh, cho nên là em đi đến đâu em quay đến đấy thôi. Nó mất thời gian một chút, nhưng mà nó giúp cho các bác là xem được thật nhất và chi tiết nhất. Đấy, chứ không lại bảo là cái phần mà đẹp thì ông quay, còn cái phần xấu thì nó lại không quay. À, đây là mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó nhá, mọi người nhá. Đường hỗn hợp là 5,7 lít này, trong đô thị 7,4 lít và đường trường là 4,76 lít. Cái trong là 4 lít 8 đi. Với em này thì xi nhan, quên cái đèn phanh phía sau các thứ này, đuôi cá đầy đủ hết này. Kia Moling S đây nhá. Đó. Mở khóa, mở cốp bằng khóa điện ở phía dưới này nhá. Đó. Đây, phía sau của em nó. Thứ nhất là phần keo chỉ này. Đấy. Không mất một phân đâu nhá. Này, các cái con ốc ấy này. Cái con ốc bản lề này, nguyên zin hết này, chưa có một vết cà lê nào này. Đấy. Đây. Các cái hàn bấm này, hàn đinh này, nguyên zin hết này. Bên này cũng vậy này. Đó, giúp không có gì phải giấu các bác cả. Đấy. Còn các bác nào mà tin tưởng cửa hàng bên em, muốn nhờ bên em sử dụng dịch vụ đi mua xe hộ, xem xe hộ thì cũng cứ có alo nhé. Đây, phần keo chỉ phía sau cốp đây. Nguyên zin hết. Chưa có biến dạng hay lứt ấy gì cả. Lốp sơ cua đây rất chi là đẹp. Đó. Chưa hạ luôn. Mới cóng luôn. Đấy, còn vẫn còn lông gì nhỉ? Lông trên mặt lốp luôn. Vẫn nguyên zin hết. Chưa hạ một lần mà. Đây, đèn hậu này thì là đèn LED nhé mọi người nhé. Đấy. Đi đến đâu quay chi tiết đến đấy luôn. Đây. Cái phần chỉ cửa cánh sau bên phụ đây. Nói thật sự là em quay này nó mất thời gian một chút. Nhưng mà các bác mà xem video như thế này thì nó cụ thể luôn, như là xem xe tại cửa hàng luôn. Đấy. Còn các bác mà cảm thấy mất thời gian thì cứ xem cái phần mô tả phía dưới. Em sẽ để giá và số điện thoại, thông tin các thứ ở phía dưới luôn. Đây. Phần chỉ bên cánh phụ đây, phía trước đây. Như thế này cũng giúp cho các bác mà cùng là cửa hàng như bên em mà muốn xem, mua cái chiếc này cho người nhà thì cũng ok luôn. Đấy. Có đóng góp ý kiến gì thì các bác cứ comment mạnh xuống phía dưới giúp em. Còn các bác mà là lần đầu theo dõi kênh xe bên em mà chưa tích đăng ký, nếu như yêu quý những cái chiếc xe đẹp, những cái chiếc xe luôn được cam kết bởi chất lượng, đó, thì hãy nhớ tích đăng ký và nhớ tích chuông để tìm cho mình những cái chiếc xe mà hợp ý mình nhất. Rồi, bây giờ sẽ là phần động cơ, trái tim của em Kia Morning bản S này. Xe bên em về thì gần như là xe mộc thôi, cho nên là nó sẽ không được sạch đẹp bóng như là những cái chiếc mà được dọn nội thất. Mặc dù là em nó là không bắt mắt được như mọi cái chiếc khác, nhưng mà vấn đề là nó lại xem được thật mắt nhất. Đây, đây là động cơ của chiếc Kia Morning bản S 2017 này. Đã là cam kết máy móc không động chạm thì ốc chân máy nó phải zin hết như này, chưa một vết cà lê, dấu QC còn nguyên.
Đây, các cái ốc mặt máy đây. Các bác cứ tự đánh giá giúp em nhé. Còn em cam kết nó là nguyên zin hết, chưa động chạm bất kỳ một vết cà lê nào luôn, bất kỳ một con ốc nào, nguyên zin hết. Đấy, chưa động chạm gì luôn. Còn các bác cứ bảo là xe ông nào cũng bảo là cam kết không đâm đụng, không ngập nước, cái đấy cái ở đâu nói em không biết. Còn các bác mà phát hiện ra bên em mà có đâm đụng ngập nước thì cứ bây giờ thế giới nó phẳng lắm, các bác ơi, cứ cho lên mạng thoải mái. Mà cái đấy em cũng nói luôn là em cũng chả cản được các bác. Đấy, các bác cứ thoải mái luôn. À đây, để em quay cái phần keo chỉ, cái phần cabo. Thế cho nên là không có gì phải giấu giếm cả. Đấy, một bài viết lên Facebook thôi là nó không thể giấu giếm được rồi. Đấy, nó ảnh hưởng cả uy tín của cửa hàng chứ không phải không. Cho nên là ở đâu em không nói nhé, nhưng mà riêng cửa hàng bên em, các bác có gì thì các bác đã chứng thực rồi thì cứ giúp em vài comment xuống dưới giúp em. Đấy, cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Mang xe về rồi mà phát hiện ra đâm đụng ngập nước hoặc phạt nguội đến bên em, phạt nguội thì bên em thanh toán cho. Mà đâm đụng ngập nước thì em nhận lại xe, các bác thì mình nhận lại tiền. Đấy. Vâng, em xin được cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video. Vừa rồi thì em đã giới thiệu nội ngoại thất hết sức chi tiết của chiếc Kia Morning đời 2017 bản S cao cấp nhất trong thời điểm 2017 của dòng Kia Morning này rồi. Thế thì bác nào mà quan tâm với sản phẩm này thì hãy bốc máy lên, gọi điện cho bên em, số điện thoại bên em là 0968222388, hoặc đến trực tiếp cửa hàng bên em số 79 và Hùng để xem xe cụ thể nha. Còn các bác mà lần đầu theo dõi kênh xe bên em, nếu mà yêu quý những chiếc xe đẹp, những cái chiếc xe luôn được cam kết bởi chất lượng, thì hãy nhớ tích đăng ký và nhớ tích chuông để nhận cho mình những thông tin mới nhất về các sản phẩm về cửa hàng bên em. Còn hôm nay thì như vậy thôi. Còn các bác mà có đóng góp ý kiến gì thì hãy comment xuống bên dưới để em giúp cho bên em, phục vụ cho các bác được tốt nhất, giúp cho các bác xem xe từ xa luôn. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.